Thân ái chào tất cả các em học sinh khối lớp 5. Hôm nay chúng ta sẽ học khoa học bài sắt gan thép nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ, bài tre mây sông. Cô mời tất cả các em chúng ta hãy trả lời các câu hỏi sau. Em hãy kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, sông. Để bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, sông, ta bảo quản như thế nào? Mời các em trả lời. Hãy cùng nhìn lên màn hình. Quan sát các đồ vật và cho cô biết những vật dụng này được làm bằng gì? À, đây là các vật dụng được làm bằng sắt gan thép đó các em. Đây cũng chính là nội dung mà hôm nay chúng ta học. Cô mời tất cả các em chúng ta hãy đọc thầm thông tin sau. Cô giới thiệu với các em, đây là thiên thạch. Thiên thạch có nghĩa là đá trời, chứa rất nhiều sắt. Khi rơi vào trái đất, ta có thể lấy được sắt từ chúng. Đây là hình ảnh khai thác quặng sắt. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc tính chất của sắt gan thép qua hoạt động sau. Cô mời tất cả các em chúng ta đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 48 và hoàn thành bản sau. Mời các em thực hiện. Đây là đáp án. Sắt có nguồn gốc trong thiên thạch và quặng sắt. Tính chất của chúng là dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập. Có màu trắng xám, có ánh kim. Gan có nguồn gốc là hợp kim của sắt và carbon. Tính chất của gan là rất cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. Nguồn gốc của thép đó là hợp kim của sắt và carbon và có thêm một số chất khác. Tính chất của thép là cứng, bền, dẻo, có loại bị rỉ trong không khí ẩm, có loại không bị rỉ. Khi tìm hiểu về nguồn gốc và tính chất của sắt gan thép và đọc thông tin ở sách giáo khoa trang 48, bây giờ chúng ta hãy cùng trả lời các câu hỏi sau. Trong tự nhiên, sắt có ở đâu? Mời các em bấm dừng màn hình và trả lời. À, trong tự nhiên, sắt có trong các thiên thạch và trong các quặng sắt. Gan thép đều có thành phần nào chung? Gan thép đều là hợp kim của sắt và carbon. Gan và thép khác nhau ở điểm nào? Đây là điểm khác nhau của gan thép. Mời các em tự đọc thầm nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số đồ dùng được làm từ gan thép. Cô mời các em hãy quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở sách giáo khoa hoặc trên màn hình. Sau đó các em hãy cho cô biết chúng được làm bằng sắt, gan hay thép. Mời các em bấm dừng màn hình và trả lời. Đây là đường ray tàu hỏa. Chúng được làm bằng thép. Đây là lan can nhà. Được làm bằng thép. Đây là cầu. Được làm bằng thép. Đây là nồi. Được làm bằng gan. Đây là một số dụng cụ, dao, kéo, dây thép. Được làm bằng thép. Đây là các dụng cụ mở ốc vít. Được làm bằng thép. Ngoài đồ dùng trên, gan hoặc thép còn được sử dụng để làm gì? Mời các em trả lời. Các em thấy đó, các đồ dùng như nồi, chảo được làm bằng gan. Một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc và nhiều loại máy móc, cầu vân vân được làm bằng thép. Sau đây cô mời các em xem hình ảnh sản xuất thép. Đây là công ty cổ phần thép Hòa Phát. Phía trong nhà máy và sản phẩm của nó. Đây là hình ảnh xây dựng, sản xuất xe. Học hôm nay có các nội dung cần ghi nhớ như sau.
Sắt là một kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim, chấn song sắt, hàng rào sắt, đường sắt vân vân, thực chất được làm bằng thép. Các hợp kim của sắt được dùng để làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc, vân vân và nhiều loại máy móc, tàu xe, cầu, đường sắt vân vân. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc? Mời các em bấm dừng màn hình và trả lời. Chúng ta cần phải cẩn thận khi sử dụng những đồ dùng bằng gang trong gia đình vì chúng giòn, dễ vỡ. Một số đồ dùng bằng thép như cày, cuốc, dao, kéo, v.v. dễ bị rỉ. Vì vậy, khi sử dụng xong, phải rửa sạch và cất ở nơi khô ráo nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Ở nhà các em hãy xem lại nội dung đã học về sắt, gang, thép và chuẩn bị bài tiếp theo, đồng và hợp kim của đồng nhé. Cô chào tất cả các em.